Dạ, xin chào cả nhà, quay trở lại với kênh của Chiếc Chè Bông nha. Cả nhà ơi, hôm nay em soạn hàng giao khách đây. Em có một cái lô giảo Phú Tân và giảo Thủ Đức liền cốt 3 mùa rưỡi, gần 4 mùa cả nhà. Đó, cả nhà nhìn tụi em đang chọn hàng để về giao cho khách nè. Thì đầu tiên em sẽ cho cả nhà mình xem cái giảo Phú Tân trước nha. Đó, đây, trời ơi, cả nhà ơi, cây rất là đẹp nha. Cây tán toàn do nè. Đó, tròn do luôn ha. Đây là giảo Phú Tân gần 4 mùa nha. Cả nhà nhìn cái cốt nè, cái cốt ghép của nó mà nó lên mặt bằng ngón tay cái em luôn rồi nè cả nhà. Đó, rễ thì xử lý đủ kiểu nha. Đó, xử lý đủ kiểu. Rồi, cái này là hàng đôn, đang chuẩn bị ra thêm một cây đọt nữa cả nhà. Chiều cao em đo nó nha. 2 gân rưỡi tay của em thì tầm khoảng 40 cho đến 50 ha. Đó, đây, đang ra một cây đọt nữa nha. Đó, đây bây giờ chúng ta đang lên xe để về giao cho khách nè. Cả nhà có thích cái loại này trồng á thì alo cho em nha. Đó, đây nè cả nhà. Trời ơi, cây sinh trưởng cực mạnh luôn ha. Rễ đây, rễ thì đủ kiểu nha. Con số rễ nó ngộ lắm cả nhà. Nó quái quái sao á. Đợi y như cây zin luôn nè cả nhà nhìn nè. Không còn một cái vết ghép luôn ha. Đây. Rồi, dài tới nha. Dài tới. Dài tới luôn. Đó, đây, quá trời luôn cả nhà ơi, đẹp tuyệt vời luôn ha. Rồi, lô này em bán với giá là 300 ngàn một cây nha, 300 ngàn ha. Chúng ta lấy 4 cây bên em sẽ bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một. Cả nhà nhìn cái cốt đây nè, y như ngón tay cái em luôn á. Đó, đây là cốt ghép nha, rất là đẹp luôn ha. Chiều cao là 1 gang, 2 gang, 3 gang, em khoảng 50 xăng luôn cả nhà. Đó, đây ha, rễ đẹp không. Đó, này là giảo Phú Tân nha. Đó, lô đi đây là giảo Phú Tân nè. Đó, đây nè, cả nhà nhìn nè. Trời ơi, cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà. Đó, đây là giảo Phú Tân. Rồi, bây giờ tiếp theo tới lô này là giảo Thủ Đức nè cả nhà. Giảo Thủ Đức nha. Đó, đây, cây tuyệt vời luôn. Tuyệt vời ông mặt trời luôn nha. Đó, đây ha, cả nhà nhìn đây. Rễ nè, đó, cả nhà nhìn ha. Vừa quái mà vừa đẹp. Và cái cốt của nó gần 4 mùa cho nên rất là to cả nhà. Đó là đây giảo Thủ Đức ha. Thì cũng giá giống như giảo Phú Tân luôn. 4 cây thì em bao ship ha. Đó, đây là 300 ngàn một cây, 4 cây bao ship, 10 cây tặng một. Đây có những cây thì cũ nở nha. Đó, cả nhà nhìn cái tàn của nó nè. Trời ơi, đặc kẹo hết trơn luôn ha. Cái này Tết là cho hoa rực trời luôn nha cả nhà. Đó, đây ha. Rồi, đây nó cả nhà ơi, lụa tuyển toàn hàng đẹp gì giao cho khách không. Tán tròn do luôn nè, tròn do luôn ha. Đó, đây, đang ra xe dễ về giao cho khách nè. Cực đẹp luôn ha. Giá là 300 ngàn một cây nha. 4 cây em bao ship và 10 cây em tặng một. Trời, có những cây đế cực quái luôn nè cả nhà. Đó, mấy cây để nôm nè. Quá đẹp luôn nha. Rồi, ai thích loại này thì alo cho vườn mai của Chiếc Chè Bông nha. Vừa có giảo Thủ Đức, vừa có giảo Phú Tân cả nhà. Cốt của nó rất là mập và tàn nhánh thì nó kẹo luôn, rất là xum xuê. Lâu lâu em mới có một lô nó tán nó tròn như thế này nha cả nhà. Ở đây ha. Đây, có một cây, cây này là cây Phú Tân nè. Hai cây Phú Tân nè, anh hai lấy hai cây Phú Tân luôn. Đó, đây, củ nở ha. Đó, đây, đang ra thêm cây đọt. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha. Nếu yêu thích loại nào thì alo cho vườn mai của Chiếc Chè Bông nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.